là người khuyên diễn viên Diệp Anh sang Hàn Quốc mổ xẻ thẩm mỹ. Quế Dân từng cam đoan trước đó một tháng rằng, thực ra anh ấy rất đẹp trai rồi nhưng bạn muốn anh ấy biến đổi cho mới lạ. Mình bảo đảm với các bạn sự quay về của anh ấy sẽ khiến các bạn ngỡ ngàng. Diệp Anh trước khi sang Hàn Quốc biên tập nhan sắc. Hình ảnh của Diệp Anh khi vừa thẩm mỹ. Tuy nhiên, Diệp Anh đã không ưa lớn tới các chê bai của người hâm mộ. Nam diễn viên còn cho rằng, tại sao phải thanh minh? Mình thích thì mình làm, sống cho bản thân chứ có sống cho thiên hạ đâu. Cách đây ít giờ, Quế Dân liên tiếp công khai hình ảnh mới nhất của Diệp Anh như để chứng minh rằng giả điển trai, nam tính của nam diễn viên đang dần dần quay về. Chẳng qua thời gian thẩm mỹ mới diễn ra một tháng nên chưa thể thoải mái và tự nhiên ngay mà bình thường phải mất 3 tháng. Hình ảnh mới nhất của Diệp Anh vừa Quế Dân chào làng bên trên trang cá nhân vẫn không làm công chúng chấp nhận. Cô cũng cam đoan chi tiết việc thẩm mỹ của Diệp Anh, gồm mũi, xóa nọng cằm, tiêm tế bào gốc đẩy lùi lão hóa.